Cách làm giãn áo len bị co rút Nếu vô tình bỏ những chiếc áo len vào máy giặt khiến chúng bị co rút, bạn vẫn có thể khôi phục hình dạng như cũ. Cùng mẹo vặt cuộc sống xem qua cách để chúng trở lại kích thước ban đầu sau đây nhé. Tìm một chậu đủ lớn cùng khoảng 4 lít nước. Cố gắng giữ nước ở nhiệt độ phòng để có thể làm giãn các sợi len mà không làm hỏng chúng. Đổ nước vào chậu và thêm một phần tư cốc giấm. Ấn nhẹ đồ len vào nước và ngâm 15 đến 30 phút sau khi ngâm lấy áo len ra khỏi chậu và xả dưới vòi nước sạch không nên vắt mạnh vì có thể khiến áo len bị nhăn hoặc mất dáng tiếp theo bạn trải một chiếc khăn khô lên mặt phẳng rồi đặt áo len đã giặt sạch lên trên dùng một chiếc khăn khác ấn nhẹ vào áo len hoặc từ từ thấm khăn lên áo cho đến khi không còn nước cho dù áo vẫn còn ẩm nhẹ nhàng kéo phần cuối của áo chẳng hạn như tay áo gấu áo cho đến khi chiếc áo dần trở lại hình dạng ban đầu Cách khác là tìm bộ quần áo vừa vặn với bạn, đặt nó bên dưới áo len và kéo áo len về độ dài của bộ quần áo phía dưới. Sau khi khôi phục áo len trở về hình dạng ban đầu, treo áo ở nơi thông thoáng, tránh nhiệt độ trực tiếp hoặc ánh nắng mặt trời, để áo khô hoàn toàn trước khi mặc lại. Nếu áo không đủ co giãn, tiếp tục ngâm và kéo căng lại cho đến khi đạt kích cỡ phù hợp. Trên đây là cách làm giãn áo len bị co rút, hãy áp dụng khi cần thiết nhé. Chúc bạn thành công.